Lan Hương xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên tin tức 24 h TV. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung nóng hổi đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, cho bản tin an ninh thế giới nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau đây. Tiết lộ bí mật tàu ngầm lớp tấn mới của Trung Quốc có khả năng tấn công toàn bộ nước Mỹ tướng Khâu Quốc Chính mạnh mẽ tuyên bố Đài Loan đủ sức đối phó tác chiến địa tử Trung Quốc. Trung Quốc bị nghi luân chuyển binh sĩ xây cơ sở quân sự sát Ấn Độ. Philippines tiếp tục lên tiếng phản đối lệnh cấm bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông. Lo ngại mối đe dọa từ Trung Quốc, Nhật Bản giáo diết cải tổ lực lượng tăng thiết giáp. Ông Trump bất ngờ tái xuất trực tuyến, ra thông điệp mạnh mẽ. Sau đây, mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin nóng. Tiết lộ bí mật tàu ngầm lớp tấn mới của Trung Quốc có khả năng tấn công toàn bộ nước Mỹ. Báo SCMP trích dẫn các nguồn quân sự cho biết, tàu ngầm lớp tấn dự án 094A được giới thiệu vào ngày 30 tháng 4 vừa qua tại lễ kỷ niệm 72 năm thành lập Hải quân Trung Quốc. Chiếc tàu ngầm này có khả năng mang tên lửa đẩy nhiên liệu rắn xuyên lục địa mới nhất JL-3 phạm vi hoạt động 10.000 km. Theo một số đánh giá khác, tầm bắn của nó có thể lên tới 12.000 km. SCMP dẫn lời một trong những người đối thoại cho biết, tàu ngầm 094A là phiên bản hiện đại hóa của tàu ngầm 094, trong quá trình chế tạo đã giải quyết một trong những vấn đề quan trọng liên quan đến tiếng ồn bằng cách cải tiến hệ thống thủy động lực và nhiễu loạn. Điều này cho phép nó có thể mang được tên lửa GL-3 mạnh hơn. Nguồn tin lưu ý trước khi hiện đại hóa, Tàu ngầm loại này được trang bị tên lửa JL2 kém uy lực hơn, chỉ có thể bắn trúng các mục tiêu ở vùng Đông Bắc nước Mỹ. Giờ đây vũ khí của nó có khả năng bao phủ toàn bộ lục địa Hoa Kỳ. Theo đánh giá của giới chuyên gia, tên lửa JL3 cũng giống như phiên bản trước, có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân. Hải quân Trung Quốc hiện có 6 tàu ngầm dự án 094 các phiên bản khác nhau và sẽ đóng thêm hai tàu loại này để thay thế các tàu lớp 092 lỗi thời. Tướng Khâu Quốc Chính mạnh mẽ tuyên bố Đài Loan đủ sức đối phó tác chiến điện tử Trung Quốc. Trang tin tức Đài Loan cho hay, ngày 4 tháng 5, người đứng đầu quân đội Đài Loan, ông Khâu Quốc Chính, Chiu Kiu Cheng cho biết, Đài Loan sẽ điều động máy bay và tàu quân sự để chống lại hoạt động quân sự của Trung Quốc gần biên giới của hòn đảo. Trả lời các báo cáo về việc tàu hải quân của Đài Loan và Nhật Bản cùng theo dõi một tàu khu trục nhỏ của Trung Quốc vào hôm thứ Bảy, ông Khâu Quốc Chính cho biết, quân đội Đài Loan không hợp tác công khai với bất kỳ quốc gia nào. Ông Khâu Quốc Chính nói thêm rằng, Đài Loan đã tiến hành hoạt động giám sát cần thiết để tự vệ. Theo ông Khâu Quốc Chính, Bắc Kinh đang tiến hành chiến tranh điện tử và do thám, nhưng Đài Loan đã có biện pháp đáp trả. Ông cho biết thêm, lập kế hoạch dự phòng Đài Loan có cân nhắc đến ảnh hưởng của các nhiệm vụ giám sát và phản công trong tương lai. Trong khi đó, tờ Liberty Times cho biết, Tướng Khâu Quốc Chính nhấn mạnh rằng quân đội Đài Loan có thể xử bất kỳ mối đe dọa nào phát sinh. Ông Chiang che một cấp phó của Tướng Khâu Quốc Chính, cũng đã chỉ ra tại cuộc họp của Ủy ban Quốc phòng và Đối ngoại của Bộ Lập pháp Đài Loan rằng vụ việc hôm thứ Bảy liên quan đến một tàu Trung Quốc duy nhất có thể đang thu thập thông tin tình báo. Ông tuy Jin Ping, phó tham mưu trưởng đảm trách liên lạc điện tử và thông tin của quân đội Đài Loan cho biết, Quân đội của Đài Bắc đã nỗ lực hết mình để huấn luyện khả năng tác chiến và ứng phó chiến tranh điện tử. Trung Quốc bị nghi luân chuyển binh sĩ, xây cơ sở quân sự sát Ấn Độ Times of India dẫn nguồn thạo tin cho hay, một năm sau khi quân nhân Ấn Độ-Trung Quốc nổ ra trận xung đột chết người ở bờ bắc hồ Pangong Tso, tại Ladakh, Bắc Kinh, được cho là đang tiếp tục củng cố các công trình quân sự và luân chuyển quân tới các khu vực nằm sâu trong khu vực đường kiểm soát Ấn Trung, LAC. Giới quan sát nhận định, động thái này cho thấy Trung Quốc dường như chưa có ý định sớm hạ nhiệt căng thẳng với quốc gia láng giềng Ấn Độ về vấn đề tranh chấp chủ quyền. Nguồn tin nói với Times of India rằng, khi mùa đông khắc nghiệt trôi qua, quân đội Trung Quốc dường như đang nhanh chóng chuyển đổi các công trình tạm như là bãi chứa đạn dược, bãi đáp trực thăng và các vị trí đặt tên lửa đất đối không mà họ xây dựng từ năm ngoái, trở thành các công trình cố định. Những cơ sở hạ tầng này nằm cách LAC khoảng từ 25 đến 120 km. Căng thẳng trung ấn gia tăng từ tháng 5 năm ngoái, khi quân nhân hai bên bị thương trong một vụ xô sát ở bờ bắc Pangong. Hai bên sau đó tăng cường điều động quân đội tới Ladakh. Đỉnh điểm căng thẳng xảy ra vào tháng 6, khi mà cuộc ẩu đả ở thung lũng Ganwan làm 24 quân nhân từ hai phía thiệt mạng. Đó là lần đầu trong 45 năm, xung đột ở biên giới giữa hai nước ở Ladakh gây chết người. Sau hàng loạt các cuộc đàm phán, hai bên đã thống nhất rút quân khỏi khu vực Tso. Tuy nhiên, phía Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc đã từ chối rút khỏi các vị trí như Gogra, Hot Spring, Demchok và Deep Plains. Hiện cả Ấn Độ và Trung Quốc được cho là đều đang luân chuyển quân nhân dọc theo các vị trí của hai bên của LAC, theo Times of India. Ngoài việc xây đường xá, căn cứ quân sự, vị trí đặt tên lửa dọc theo LAC, Trung Quốc dường như cũng tăng cường năng lực tiếp nhận máy bay ném bom và tiêm kích cho các căn cứ lân cận như Houtan, Kasgar, Gasgunsa, naragani Suncha, Vlahasha Gonga và Sinres. Philippines tiếp tục lên tiếng phản đối lệnh cấm bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 4 tháng 5, lực lượng đặc nhiệm Philippines về Biển Đông phản đối việc Trung Quốc áp đặt lệnh cấm bắt cá đối với các khu vực thuộc lãnh thổ và quyền tài phán của Philippines. Tuyên bố nhấn mạnh, ngư dân của chúng tôi được khuyến khích ra khơi và đánh bắt cá trong vùng biển của chúng tôi. Lực lượng đặc nhiệm Philippines nêu rõ Philippines sẽ tiếp tục tuần tra để thực thi pháp luật và tập trận hàng hải tại các vùng biển nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia này. Tuyên bố cũng lên án lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã thực hiện những hành vi nguy hiểm đối với lực lượng hải cảnh Philippines ở khu vực bãi cạn Scarborough vào cuối tháng 4 năm 2021. Trước đó, hôm 27 tháng 4, Trung Quốc tuyên bố lệnh cấm đánh bắt cá trong mùa hè năm nay, bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 đến 16 tháng 9. Lệnh cấm được áp dụng tại biển Bột Hải, Hoàng Hải, biển Hoa Đông, trong đó gồm một phần vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Lo ngại mối đe dọa từ Trung Quốc, Nhật Bản giáo giết cải tổ lực lượng tăng thiết giáp. Những kinh nghiệm và bài học từ Thế chiến thứ hai đã khiến Nhật Bản nỗ lực nhiều hơn cho việc chế tạo xe tăng thời hậu chiến. Đến giai đoạn những năm 1990, Nhật Bản đã sở hữu một lượng lớn thiết giáp và đầy uy lực thế nhưng lực lượng phòng vệ Nhật Bản GSDF đã buộc phải điều chỉnh lại lực lượng tăng thiết giáp trong những thập kỷ gần đây. mối đe dọa từ một Trung Quốc đang nổi dậy đã buộc lực lượng phòng vệ mặt đất phải chuyển đổi nhiều đơn vị thiết giáp và pháo binh đóng ở phía Bắc nơi mà lực lượng này từng có nhiệm vụ đáp trả một cuộc tấn công tiềm tàng của Liên Xô sang thành các đơn vị cơ động có khả năng triển khai nhanh chóng đến khu vực tây nam. để thực hiện điều đó, GSDF đang thực hiện một loạt thay đổi trong đó có việc đầu tư mạnh mẽ vào khả năng vận chuyển, thiết kế những mẫu xe bọc thép mới và cải tổ các vũ khí trang bị trên xe tăng. Đối phó với Liên Xô, lực lượng tăng thiết giáp của Nhật Bản thực sự khá hiện đại và đổi mới trong quá trình phát triển giữa các cuộc chiến tranh thế giới. Thế nhưng trong khi Đức và đồng minh có năng lực công nghiệp để nâng cấp và chế tạo những chiếc xe tăng mới trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, thì ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản vẫn tương đối hạn chế. Hơn nữa trong Thế giới thứ hai Nhật Bản từng có kế hoạch dồn quân xuống phía Nam, nơi những trận đánh xe tăng khó diễn ra do điều kiện địa hình, nên hầu hết kinh phí và nguồn lực đều được dồn cho các lực lượng hải quân và không quân. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, nhờ việc tiếp cận được các công nghệ, thiết kế của phương Tây và nhận thức được tầm quan trọng của xe tăng, Nhật Bản đã tập trung nhiều hơn vào việc phát triển một lực lượng thiết giáp có khả năng đối phó với Liên Xô. Trong phần lớn thời kỳ chiến tranh lạnh, lực lượng xe tăng của Nhật Bản, bao gồm các xe tăng chiến đấu chủ lực Type 61 và Type 74, được trang bị lần lượt pháo 90mm và 105mm. Cả hai đều là những mẫu xe tăng uy lực ở thời điểm đó và đã được đưa vào sử dụng với số lượng lớn. Vào năm 1990, GSDF đã giới thiệu mẫu tăng Type 90 với trọng lượng 50 tấn, tích hợp pháo 120mm, đây được coi là mẫu xe tăng hạng nhất thời bấy giờ. Type 090 được trang bị giáp composite dạng module cho phép thay thế ngay khi bị hư hỏng, máy đo khoảng cách laser, máy tính điều khiển hỏa lực, hệ thống kính ngắm ảnh nhiệt và quan sát ban đêm, tương tự như mẫu xe tăng Leopard 2A4 của Đức. Nhật Bản cho rằng quần đảo cực Bắc Hokkaido, nơi gần nhất với lãnh thổ Liên Xô sẽ là tuyến đầu trong trường hợp giao tranh xảy ra giữa hai bên. Vì thế nước này triển khai hầu hết các loại xe tăng ở đó. Đến năm 1976, GSDF đã có khoảng 1.200 xe tăng và khoảng 1.000 khẩu pháo, chủ yếu ở Hokkaido, nơi phần lớn lực lượng thiết giáp vẫn đang đóng quân. Nhẹ và cơ động hơn Sau khi Liên Xô tan rã, GSDF quyết định cắt giảm số lượng xe tăng từ khoảng 900 chiếc vào năm 1995 xuống còn 570 chiếc hiện nay. GSDF có kế hoạch giảm tiếp số lượng xuống còn 300 chiếc trong những năm tới. Hiện tại, GSDF tiếp tục mua tăng Type 090 để thay thế cho các mẫu đời cũ hơn là Type 61 và Type 74. Nhật Bản cũng phát triển những xe bọc thép mới nhằm thay thế cho tăng chiến đấu chủ lực Type 10 và tăng chiến đấu cơ động Type 16 trong một thập kỷ qua. Ra mắt vào năm 2012, Type 10 được dùng để thay thế Type 74 và yểm trợ Type 90 – với trọng lượng 48 tấn khi được trang bị đầy đủ, Type 10 nhẹ hơn và cơ động hơn Type 90. Do có kích thước lớn nên Type 90 bị hạn chế khi hoạt động tại Hokkaido và quanh khu vực núi Phú Sĩ. Trái lại, Type 10 có thể hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp Nhật Bản cho phép. Type 10 được trang bị giáp mô nano tinh thể thép, có khả năng chống chịu rất cao đối với các loại vũ khí chống tăng. Các mô đun có thể được thêm hoặc bớt tùy thuộc vào nhiệm vụ mà nó thực hiện. Type 10 cũng được tích hợp một khẩu pháo 120mm và một bộ nạp đạn tự động. Bộ thiết bị điện tử có lẽ là tính năng ấn tượng nhất của dòng xe tăng này với hệ thống chỉ huy kiểm soát hiện đại cho phép nó giao tiếp và chia sẻ thông tin với các xe tăng và đơn vị khác của GSDF hoạt động ở gần nó. Type 16 được ra mắt sau Type 10 một vài năm. Mặc dù được trang bị bánh lốp nhưng nó có tháp pháo và hoạt động như một xe tăng hạng nhẹ, có thể chiến đấu ở cự ly gần, thực hiện nhiệm vụ phản công hay hỗ trợ bộ binh bắn hỏa lực trực tiếp. Nặng 26 tấn và được trang bị pháo nòng 105mm, Tai 16 có thể hoạt động an toàn trên toàn bộ mạng lưới đường bộ của Nhật Bản và được vận chuyển bằng máy bay của lực lượng phòng vệ trên không. Trung Quốc, mối đe dọa mới Việc sử dụng các xe tăng hạng nhẹ thực sự phù hợp với lực lượng mới mà GSDF đang xây dựng một lực lượng có khả năng đối phó với các mối đe dọa mới do Trung Quốc gây ra ở phía Tây Nam Nhật Bản. Jeffrey Hotmung, chuyên gia về an ninh và chính sách đối ngoại của Nhật Bản tại Rand Corporation, cho biết khi chiến tranh lạnh đã lùi xa và nhiều mối đe dọa khác nhau xuất hiện, Nhật Bản bắt đầu thay đổi tư duy quốc phòng với việc đánh giá những mối đe dọa đó xuất phát từ đâu. Trong một thập kỷ rưỡi qua, mọi sự chú ý đều hướng tới mối đe dọa đến từ Trung Quốc. Mối đe dọa đó xuất phát từ trên không và trên biển, tập trung vào quần đảo tranh chấp Senkaku theo cách gọi của Nhật Bản, Điếu Ngư, theo cách gọi của Trung Quốc, trên biển Hoa Đông. Các nhà lãnh đạo Nhật Bản tin rằng do mục tiêu chính của Trung Quốc là giành quyền kiểm soát quần đảo Senkaku, nên nước này nhiều khả năng sẽ không thực hiện một cuộc đổ bộ quy mô lớn vào đất liền Nhật Bản trong trường hợp xung đột xảy ra. Do vậy, Tokyo không nhận thấy sự cần thiết phải triển khai xe tăng và pháo hạng nặng. Chuyên gia Harnung nhấn mạnh, thay vì đó họ đánh giá nguy cơ xung đột nhiều khả năng sẽ xảy ra tại những hòn đảo ở chuỗi đảo phía tây nam vì thế gsdf cần phải có được triển khai nhanh chóng tại khu vực này và có khả năng chiến đấu trong môi trường đó gsdf đang phát triển các sư đoàn và lữ đoàn có khả năng triển khai nhanh trong đó có một đơn vị mới được huấn luyện đặc biệt trong chiến tranh đổ bộ GSDF cũng mua thêm nhiều xe bọc thép và hệ thống pháo có khả năng vận chuyển dễ dàng, phát triển năng lực chống hạm và phòng không, đồng thời mua máy bay cánh quạt nghiêng V-22 Osprey để vận chuyển binh sĩ. Tuy vậy, GSDF vẫn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, đặc biệt là hạn chế về khả năng vận tải trên biển. Bất chấp mối đe dọa tại khu vực phía Tây Nam, một nửa số đơn vị có khả năng triển khai nhanh chóng của GSDF vẫn đóng tại Hokkaido. Trong khi tăng Thai 16 có thể vận chuyển bằng đường hàng không, Thai 90 và Thai 10 cần phải được vận chuyển qua đường biển. Phần lớn các binh sĩ và khí tài quân sự của GSDF nhiều khả năng cần được vận chuyển bằng tàu nếu điểm đến là các đảo ngoài khơi của Nhật Bản. Hiện, lực lượng phòng vệ Nhật Bản có 3 tàu đổ bộ tăng lớp Oshimi có thể thực hiện nhiệm vụ này, Nhật Bản có kế hoạch mua 3 tàu vận tải mới vào năm 2024. Tuy vậy, số lượng tàu có thể thực hiện nhiệm vụ vận chuyển binh sĩ và khí tài vẫn thấp ở mức đáng lo ngại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin của ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng tin tức 24 giờ TV. Lan Hương xin được kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.